Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, chủ tọa đoàn. Kính thưa toàn thể quý đại biểu. Hôm nay kỷ niệm 10 năm của Phật giáo Quảng Bình. Và chúng tôi xin được đóng góp một số ý kiến. Từ sáng đến giờ chúng ta nói việc xưa của Quảng Bình. Hôm nay chúng tôi được phép nói về kỷ nay của Quảng Bình. Qua cái bài Phật giáo Quảng Bình nỗ lực đi lên cùng Phật giáo cả nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương đất nước. Bài chúng tôi thì như bài luận văn, nó được phần mở đầu, phần nội dung, phần kết. Chúng tôi xin bỏ bớt những phần không cần thiết vì đấy có tài liệu dài. Như ai cũng biết, Quảng Bình là một trong 63 tỉnh thành trong cả nước, diện tích là 8.054.049 km², dân số có khoảng 846.185 người. Hiện nay Quảng Bình có một thành phố là Đồng Hới và 6 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa. Phật giáo Quảng Bình cũng đã có mặt khá sớm trên đất Quảng Bình để hiểu rõ hơn. Tôi xin đi vào từng phần một. Phật giáo Quảng Bình trong bước đầu xây dựng và phát triển. Năm 1558, Mậu Ngọ, Thái úy Phan Quốc Công, Nguyễn Hoàng được vua Lê Anh Tông cho vào trấn thủ xứ Thuận Hóa. Đến năm 1570, năm Canh Ngọ, là cháu kiêm luôn trấn Quảng Nam và có toàn quyền quyết định mọi việc. Trấn Thuận Hóa gồm 2 phủ, 9 huyện, 3 châu: phủ Tiên Bình 3 huyện, Khang Lộc, Lệ Thủy, Minh Linh và một châu Bố Chấn; phủ Triệu Phong 6 huyện: Võ Xương, Hải Lăng, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang; và 2 châu Thuận Bình và Sa Bộ. Trấn Quảng Nam gồm 3 phủ và 9 huyện. Ở đây chúng ta cũng cần lưu ý, phủ Tiên Bình sau đổi là Quảng Bình ngày hôm nay, năm 1604. Bởi vì Nguyễn Hoàng cũng như các chủ nguyện về sau đều hết lòng sung kính Phật giáo, quy tam bảo, tận tâm hộ đạo để giữ yên bờ cõi, đem lại lợi lạc cho quần thần và dân chúng. Cụ thể, năm 1609, Kỷ Dậu, chùa Tiên Nguyễn Hoàng cho dựng chùa Kinh Thiên ở xã Thuận Trạch, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 1826, vua Minh Mạng là cho tu sửa đổi tên là Hoàng Phúc. Từ đây các thiền sư của các dòng thiền được bén rễ và phát triển. Nhất dòng thiền thì bạn đột không, chúng tôi xin lược qua vài hàng. Theo các nhà nghiên cứu, dòng thiền thì bạn đột không có 26 thiền sư đã kế tục truyền thừa được 10 đời và tại vùng đất phía tây Quảng Bình từ năm 1633. Hiện bài vị dòng thiền thì bạn đột không thờ tại chùa An Quốc, Mai Hóa, Tuyên Hóa như các vị được trình bày khi này. Để dòng thiền Trúc Thánh, Tổ Minh Hải, Pháp Bảo Khai Sơn khai sáng vào đầu thế kỷ 18, đầu thế kỷ 20, dòng thiền này có mặt tại tỉnh Quảng Bình để hoằng duyên Phật Pháp, kiến tạo từ viện Bình Thân Tử ở làng Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Năm 1968, bị bom Mỹ dội tan nát. Người gần gũi thế chúng ta là cố Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Pháp Chân Độc Quả, hiểu trang nghiêm, đã có quá trình tu học tại Phật học đường Trung Việt Bảo Quốc Huế. Từ những năm 1916, sau đó được chuyển vào hành đạo ở tỉnh Lâm Đồng, giữ chức phó ban trị sự kiêm giám lục Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Dòng Quốc Cân, Thiền sư Tiên Ngô Gia Hội, đệ tử Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoàng, đời 37, Tông Lâm Tế, đã hoàng hóa ở Quảng Bình, đặc biệt năm Minh Mạng thứ 6, 1825, đã trùng tu cổ tự Kim Phong trên núi Thần Đình. Quảng Bình là quê hương của các thiền sư như Thông Đắc Cân, như Đồng Đắc Quang, là những danh tăng đã trụ trì quốc tự Linh Mùi và Tổ Đình Quốc Cân Huế. Điều nổi bật đậm nét đó là Hòa Thượng Hồng Tuyên, Trạch Giác, thọ giáo với thiền sư như Thông Đắc Cân tại chùa Quốc Cân Huế. Sau trở về quê nhà, làng Đức Phổ, xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh, nay là thôn Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, lập chùa Phổ Minh năm 1920.
để tu tập và hoàn hóa, dần dần trở thành trung tâm đào tạo tăng tài rất có hiệu quả. Hòa thượng Hồng Tuyên Chánh giáo cũng là vị đóng vai trò chủ đạo cho phong trào chánh hướng Phật giáo tại Quảng Bình. Nói tổng quát, như Nguyễn Đức Hiền đã nhận định, các chủ nguyện hầu hết đều phụng mộ đạo Phật, hết lòng hộ trì Phật giáo. Nhờ đó Phật giáo được phục cưng ở đằng trong và ngày càng phát triển mạnh trong quyển lịch sử Phật giáo đằng trong của Nguyễn Đức Hiền, xuất bản năm 1995. Cụ thể, trong thời kỳ này, Phật giáo Quảng Bình cũng đã xây dựng một số chùa ở các huyện, hiện vẫn còn một số ít. Huyện Bố Trạch, chùa Quan Âm, xã Đức Trạch, chùa Thanh Quang, chùa Quan Âm, xã Thanh Trạch, chùa Bình Phước, huyện Quảng Trạch, chùa Cảnh Phúc, chùa Cảnh Tiên, chùa Làng Phúc Kiều, huyện Tuyên Hóa, chùa Bình Phước, Làng Phúc Tử, chùa Bình Phước, xã Văn Hóa, chùa Ngọc Cương, Mỹ Phước Tử, chùa An Quốc, chùa Linh Sơn. Trong số các chùa có hai chùa được trùng tu là Thanh Quang và chùa Bình Phước. Huyện Minh Hóa thì không còn. Đặc biệt các dòng tiền phát triển, đó là tiền phái Lâm Tế ở Việt Nam, không còn dùng, đặc biệt không dòng dùng yết bổng hoặc tham thoại đầu như ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì hai cái loại yết bổng, tham thoại đầu là nghiên cứu, ngồi thiền, còn yết bổng hết rồi. Như phải tiền Lâm Tế ở Trung Hoa mà đã phối hợp giữa Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, từ đó giúp cho Phật giáo phát triển sâu rộng trên đất Quảng Bình cho đến ngày nay. Phật giáo Quảng Bình trong phong trào chánh hướng Phật giáo sống dưới sự bảo hộ của ngoại bang, thực chân Pháp, nỗi lo sâu xa nhất của người Việt là sự đánh mất cả tỉnh và linh hồn Việt Nam. Nên sự phục hưng Phật học và quốc học được sự ủng hộ của mọi giới, các nho trị, trí thức, yêu nước của quảng đại quần chúng. Năm 1931, Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học ra đời, Thiền sư Từ Phong làm hội trưởng. Năm 1932, Hội An Nam Phật học ở Trung Kỳ Huế được thành lập, gọi là viết tắt là CBI, Société d'études et d'exercices de la religion bouddhique en An Nam. Chứng minh đạo sư, Thiền sư Giác Tiên, hội trưởng, cư sĩ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Tám, trụ sở chùa Trúc Lâm Huế. Tạp chí Viên Âm số ra mắt đầu tiên 1 tháng 12 1953. Hội có chi hội tại các tỉnh xứ Trung Kỳ, Quảng Bình cũng là một chi hội. Năm 1934, Hội Phật giáo Bắc Kỳ được thành lập, Thiền sư Thanh Hạnh làm Thiền gia Pháp chủ, hội trưởng Nguyễn Năng Quốc. Phong trào chánh hướng Phật giáo đã có ảnh hưởng nhiều trong quần chúng, nhất là Hội An Nam Phật học ở Trung Kỳ. Hòa thượng Hồng Tuyên Chánh giáo khai sơn chùa Phổ Minh là nhân vật chủ đạo trong phong trào chánh hướng Phật giáo trên đất Quảng Bình. Theo Thích Như Tịnh khảo sát các dòng kể truyền thừa trên đất Quảng Bình, tạp chí Liệu Quan số 7 tháng 1 2016, tất cả đã góp phần tạo thế và lực cho Phật giáo Việt Nam tiến hành một hội nghị Phật giáo toàn quốc được khai diễn trọng thể vào ngày 1 tháng 4 Phật lịch 2495, tức là 6 tháng 5 1951, tại ngôi chùa lịch sử Từ Đàm Huế. Hội nghị đã kéo dài thực từ 6 tháng 5 đến hết 9 tháng 5 1, quy tụ 51 đại biểu của các tổ chức Phật giáo Tăng gia Bắc Việt, Hội Việt Nam Phật giáo Bắc Việt, Giáo hội Tăng gia Trung Việt, Việt Nam Phật học Hội Trung Việt, Giáo hội Tăng gia Nam Việt, Hội Phật học Nam Việt, thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam, hội chủ Tổng hội là Hòa thượng Thích Tịnh Kiệt. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước tạm chia lấy vị tuyến 17 làm ranh giới. Phật giáo Quảng Bình thuộc về nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa miền Bắc. Thời điểm này, Tăng ni Quảng Bình cởi áo cà sa khoác trên bào, cùng nhân dân cả nước đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày 30 tháng 4 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, Phật giáo Việt Nam đi vào trang lịch sử mới. Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo cả nước được tổ chức long trọng tại thủ đô Hà Nội từ ngày 4 tháng 1 đến 7 tháng 11 1981. Đại hội gồm 9 tổ chức hệ phái tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày nay, lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Pháp chủ. Phật giáo Quảng Bình từ Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước đến nay. Sau Đại hội đại biểu Thống nhất Phật giáo cả nước đến nay,
Quảng Bình là một trong 63 tỉnh thành đứng vào cùng một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2009, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Hòa thượng Tích Thành Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cử thỉnh làm trưởng ban. Bước đầu Phật giáo Quảng Bình còn non trẻ, thiếu nhân sự, ngay cả cơ sở và văn phòng làm việc. Ngay chùa Tổ Phổ Minh bị chiến tranh tàn phá, đến nay chỉ như một ngôi chùa nhỏ. Hòa thượng đã phải mạnh dạn đứng ra xây dựng ngôi chùa làm trụ sở cho giáo hội tỉnh nhà. Thông cảm hoàn cảnh của Phật giáo Quảng Bình, lãnh đạo chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cấp cho 8.000 mét vuông đất ở vùng Diêm Điền. Hòa thượng đã cho đổ đất xây dựng ngôi chùa bằng tre nữa và các ngôi nhà để sinh hoạt Phật sự trong thời gian ngắn gọn, làm ai nấy đều đồng lòng cảm phục. Dần dần sau đó, Hòa thượng đã kiến tạo ngôi chùa Đại Giác trang nghiêm mỹ lệ, đồ sộ. Chùa Đại Giác trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đúng như sở nguyện của trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hà Quang, một người con của quê hương Quảng Bình, một người thầy ý chỉ sư của Hòa thượng đương nhiệm trụ trì Đại Giác tự. Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hà Quang đã tán thán: một, kiến thiết mau chóng và hùng tráng; hai, được sự đóng góp một cách chân thành và hiệu quả; ba, thời gian kiến thiết đạt kỷ lục. Đó là trong đạo từ của Hòa thượng Trí Quang. Bà con Phật tử lại càng cảm phục về cái tâm của Hòa thượng trưởng ban. Hòa thượng đã cho đúc tượng Đức Bổn Sư Bằng Đồng lớn, xây tháp cao, đồ sộ, lại xây cổng tam quan, vân vân. Đặc biệt hiện nay tháp còn được thờ trả lời của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, người con ưu tú của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của quê hương Quảng Bình chúng ta. Qua các nhiệm kỳ 2009-2012, 2012-2017, 2017-2022, Phật giáo ở Quảng Bình đã ổn định được việc tu học và hoằng dương Phật pháp cho cả huyện, đã thành lập và tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ nhất cho cả huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa và đã bổ nhiệm trụ trì cho 3 chùa trong số 11 chùa trong tỉnh, đã tu tạo một số chùa Quan Âm thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch. Đặc biệt với sự quan tâm của chính quyền, sự đầu tư của ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm đã đem lại việc đại trùng tu chùa Hồng Phúc, di tích lịch sử cấp quốc gia với kinh phí 60 tỷ đồng, rất lớn. Điểm đáng lưu ý, chư Tôn Đức Tăng Ni đã tham gia Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh. Đặc biệt hơn nữa, tham gia Hội Bảo Trợ Tàn Tật và Trẻ Em Mồ Côi tỉnh, cũng như các hoạt động nhân đạo khác. Nói chung, qua mỗi nhiệm kỳ, các hoạt động Phật tử đều đem lại kết quả rất tốt, theo lũy thừa tiến. Chẳng hạn, nhiệm kỳ 2009-2012 quy cho hơn 3.000 Phật tử, thì nhiệm kỳ 2012-2017, số lượng này đã lên đến 6.500 Phật tử. Tôi xin tham khảo các bản báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phổ biến. Hôm nay, kỷ niệm 10 năm nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, Phật giáo Quảng Bình đã đi đúng hướng, đi vào cuộc đời với tâm từ bi vô ngã, vị tha của Đức Phật. Đạo không ngoài đời, đời đạo đoàn kết hòa hợp, hy vọng Quảng Bình đẹp mãi, sáng mãi, thơm mãi, như hoa ưu đàm Bát La, tỏa ngát mùi hương, bất diệt giữa dòng sanh diệt. Xin trân trọng kính chào.